Thưa quý vị, theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, năm 2022, số người cao tuổi, tức trên 60 tuổi của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 1 triệu người, chiếm tỷ lệ 11,03% dân số. Điều này cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đã bước nhanh vào tiến trình già hóa dân số. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu sự tác động sâu sắc của mức sinh thấp và tuổi thọ trung bình tăng cao. Thông tin này được đưa ra tại lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2023 và kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Số liệu từ lễ phát động cho thấy tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số trẻ em được sinh ra trong 6 tháng đầu năm nay có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2022, tăng hơn 4.000 trẻ. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được xếp vào nhóm 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp trong cả nước. Số liệu mới nhất từ niên giám thống kê năm 2022 cho thấy số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở thành phố Hồ Chí Minh là 1,39 con mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt nguồn lao động ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Để góp phần giải quyết vấn đề mức sinh thấp, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức chiến dịch truyền thông lòng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng có mức sinh thấp năm 2023. Chiến dịch được triển khai thực hiện tại 159 phường xã thị trấn trên địa bàn quận huyện và thành phố Thủ Đức từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, ngành y tế sẽ triển khai nội dung khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và lập hồ sơ sức khỏe dành cho người cao tuổi. Việc này nhằm chủ động can thiệp sớm giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanh niên vn và kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để theo dõi những thông tin mới nhất từ chúng tôi.